Rồi, hello, xin chào anh em. Mình đang có một con máy Smart Tool phun bản, remap và giả lập và làm chìa khóa Smart Key. Chúng ta sẽ coi cái phiên bản của nó. Rồi, kết nối cái đã. Rồi, anh em nhìn thấy phiên bản mới nhất hiện tại nha. Và cái này làm chìa khóa giả lập remap. Rồi, V9, cái này được cập nhật ngày mùng 9 tháng 12, 2021. Rất mới nha cả nhà. Rồi, chúng ta sẽ vào remap. Rồi, chúng ta bấm Enter. Chúng ta chọn Honda. Chúng ta chọn tập tin remap. Và cái này chúng ta sẽ lựa chọn con A-Black đầu bò. Cái này là khoảng 48 KB. Rồi, rất nhiều, 56, 64. Rồi, 48. Thì anh em nhìn thấy ở đây, nó sẽ là được mang ký hiệu ở KVG V41, V42 của A-Black. Đấy, và Phil V21, V71 và V-Sơn khá là nhiều. Đấy, những anh em tương xứng với những cái 48 kg nha. Rồi, chúng ta chọn A-Black, bấm Enter. Rồi, zin theo xe, cái này mở tua 10.500 vòng RPM. Ok. Rồi, anh em chờ trong giây lát. Rất đơn giản, giá lại rẻ, tặng anh em nhóm học online luôn. Anh em nào cần thì comment nha. Rồi, máy này bản full. Rồi, không được tách khóa điện, không được tháo kết nối DLC, không được tháo bình ắc quy. Đang nâng cấp ECU, vui lòng đợi. Cực kỳ là đơn giản, giá có vài triệu chúng ta được remap khá là nhiều. Trên những cái dòng xe và bộ nhớ 48, 56, 64 là Winner này. Trời, Sonic này, Future nói chung là khá là nhiều. À, giá hạt rẻ nha, chạy rất nhanh. Đấy, một cái máy giá cực rẻ, bản lại full đầy đủ chức năng cho anh em. Thì anh em nào cần thì để lại comment nha. Comment, comment, comment nhé cả nhà. Thì chúng ta hãy chịu khó đọc. Đấy, có ba cái hạng mục: không được tắt khóa điện, không được tháo kết nối và không được tháo bình ắc quy. Đấy, cáp yếc đầy đủ nha anh em, giả lập đồ Smart Key đầy đủ nha cả nhà. Chạy rất nhanh. Rồi, remap đã hoàn tất, vui lòng chúng ta tắt khóa điện và đồng ý. Rồi, có đèn FE. À, thấy không? Rồi, cái này chúng ta remap ở trạng thái 10.500 vòng RPM. Đấy. Anh em nào cần thì comment nhé. Máy này cũ giá cho anh em Breeze. Kết nối. Honda. Việt Nam. Đấy, A-Black 10-12. Đấy, phiên bản mới chạy cực nhẹ nha anh em. Dữ liệu động cơ. Đó. Máy mới đúng không ạ? Cái bản V9 này máy nó chạy cực kỳ là nhanh. Rồi, xin chào toàn thể anh em cần cái gì thì comment, để lại tin nhắn phía dưới nha. Đấy, xin chào mọi người.